Xin kính chào các anh em. Hôm nay xin mời các anh em xem bộ sưu tập hàng cổ và hàng mới của bên Thảo Phúc Audio. Vâng, trước tiên xin giới thiệu anh em con Sansui 9090DB. Con này rất đẹp. Còn tem cờ luôn. Đây. Đó, xin anh em chiêm ngưỡng. Rất đẹp. Mặt mũi sáng trưng, sáng y như ngọc trinh vậy đó. Và bên cạnh đó là cặp loa Beoner 99A. À, rất đẹp, bass 40. Hai bách trung, hai chép, một kèn. Rất đẹp. Cái này anh em thì biết rồi. Cặp này đánh với con Sansui 9090DB. Này thì quá tuyệt vời, y như cầu gặp mờ. Và tiếp theo là một con đầu đĩa CD Sony hiệu X559ES. Con này rất hiếm trên thị trường. Rất hiếm. Con 500 thì nhiều, chứ con 559 này thì rất ít. Đó, các anh em thưởng thức nha. Nhìn rất đẹp. Và đây là remote zin của nó. Chưa khui luôn. Rất đẹp. Nhìn mắt zin. Và một đầu CD nữa. Ở Việt Nam mình hầu như chưa thấy. Đây. Đó là con đầu đĩa CD Sony XA5ES. Để làm một cái clip riêng về nó. Con này rất hay. Nó có một cái là khi mà mở băng đĩa, mở cái hộp băng này ra, bấm chạm hộp băng này ra, nó y như là cái đĩa than vậy đó, mình đậy lên, bỏ cái đĩa vô, đậy lên, y chang đĩa than. Nhìn rất là hay, con này rất hiếm. Vâng, tiếp theo là một bộ dàn mini The Nong BMA 50 và CD DCD 50 một bộ. Con này nhập ở bên Nhật về. Thông dụng á, con này á, là cái CD ở trên thị trường mình bán á, là cái remote với cái remote của âm ly là riêng. Nhưng riêng đặc trưng con này là một bộ, nhà sản xuất khi ra sản xuất một bộ, con này là bản giới hạn của Nhật ở trên thế giới mình đó, là con này là bản giới hạn. Thì khi mà ra một bộ của nó là cái remote của nó là chung. Một bên là CD Power và một bên là Omni Power. Nó sử dụng một cái remote dành cho chức năng cả hai CD và Omni. Và bên cạnh nó là một cặp loa. Cặp loa này rất đẹp, cặp loa quả tiễn. Chắc anh em biết cặp loa này rồi. Cặp loa này là Nokia. Quá tiện. Con này rất nặng nha. Nặng khoảng mười mấy ký. Chắc chiều cao của nó chắc khoảng ba mấy. Chiều ngang của nó chắc khoảng hơn 20 chút. Nhưng mà rất nặng nha. Bộ này, bộ dàn mini này tuy nhìn thấy vậy chứ giá nó không rẻ đâu. Xin các anh em thưởng thức nha. Đó, nhìn đã không? Vâng, và tiếp theo là một bộ này chắc anh em ai cũng biết rồi. 7800 la mã. Con ly 7800 la mã này nhìn tuyệt đẹp nha, rất đẹp. Con này chỉ thiếu thùng xốp thôi.
âm ly Pioneer 7825 mã và Tuner 7825 mã. Con này còn thùng xốp nha. Và đi đôi với nó, phải đi chung với nó là cassette Pioneer 405, máy tuyệt đẹp. Con này còn thùng xốp luôn nha. Bộ ba này mà hợp lại thôi khỏi bàn nữa, rất hay. Chất âm rất ngọt ngào. Và cặp loa, đây là cặp loa Pioneer T66. Cặp loa này còn rất đẹp. Đó. Một bộ này mà đánh thì nghe chất âm rất ngọt ngào. Các anh em nào mà cái túi tiền của mình vừa phải thì mình chơi bộ này rất là hay, nghe chất âm rất ngọt ngào. Đánh trong cái phòng khoảng từ 20 cho đến 30 là nghe rất là sướng tai. Đó, xin các anh em nhìn kỹ. Rất là đẹp. Hầu như như không có một vết xước luôn. Chà, trắng tinh. Cái này có thể nói trắng hơn cả ngọc trinh nữa nha. Không thể nào tưởng tượng nổi, đẹp quá. Sản xuất biết bao nhiêu mấy mươi năm rồi mà vẫn còn đẹp. Cái này vừa nghe hay bày đẹp. Rất đẹp. Và tiếp theo có một con âm ly Reverse. Đây, xin các anh em coi con âm ly Reverse B750MK2. Đây, rất đẹp các bạn. Nhìn anh em nhìn đi, rất là đẹp. À, con này rất hiếm nha, ít lắm, ở Việt Nam mình rất ít con này, không có nhiều. Đó, rất đẹp. Và ở trên là con CD Reverse B225. Ở thị trường Việt Nam mình hình như con này cũng rất ít, không nhiều. Có mà không nhiều. À, này là đúng một bộ. Nếu mà bộ này mà ghép vô với con đầu cối B77MK2 nữa là tuyệt vời. Và cũng có thể nói là ghép thêm một cái đầu cassette B215 của Revolt là chung một bộ của nó là nhìn tuyệt vời luôn. Rất ít ai chơi một bộ này, tại vì bộ này hiếm lắm, kiếm từng con hình như hầu như không ra. Đó, anh em chiêm ngưỡng, rất đẹp. Và tiếp theo xin anh em coi, đây là những đầu cassette. Trước tiên, đó, cassette gồm có 4 con nằm bên hướng này, 4 con thâu rất hay và nghe. Con đầu tiên là con Pioneer 910. Con này thu băng rất là chuẩn. Thu người ta cũng có thể nói là 10 trên 10. Đó. Còn con trên này là con Akai 732D. Con này chạy 2 chiều auto reverb. Nhìn rất đẹp. Con này đẹp. Đó. Anh em thấy gì chưa? Nhìn rất là đẹp. Không chê vào đâu được. Tiếp theo là con Technic M3 số 2. Con này thì anh em hình như hầu như ai cũng biết rồi. Con này hồi xưa người ta gọi là máy in tiền. Con này xưa gọi là máy in tiền, thâu băng rất chuẩn, hát giọng rất bay.
nghe cũng hay. Và con đặc trưng con ở dưới này cũng vậy. Con Sony TCWNR820. Con này là thu tự động. Mình có thể để chế độ tự động tự thu luôn. Rất hay, con này thu rất là chuẩn. Hồi xưa cặp này thôi nhé, gọi là máy in tiền của thời đó. Đây, và tiếp theo là những đồ băng cối. Có những đồ băng cối rất là đẹp. Đây, xin em. Đó, trước tiên là con đồ băng cối Pioneer 707. Con này thì cũng tạm tạm. Còn con này là con AK-19D. Con này cũng ít trên thị trường mình lắm, không nhiều. Tại vì con này á, là nó có băng cassette nữa. Đây, cassette nằm đây. Kéo ra cái là có một con để băng cassette, đẩy vô, đẩy lên. Con này rất ít ngàn, ở thị trường mình rất ít. Và con trên này là con Akai GX77. Con này trên thị trường mình cũng không nhiều. Con này nhìn cũng khá tương đối là đẹp. Chạy 2 chiều auto reverse đèn tia. Đây, còn con dưới là con Pioneer 909. Con này thị trường Việt Nam mình bây giờ cũng khan hiếm lắm, không có. Con này đẹp xuất sắc, rất đẹp. Đó, xin anh em thưởng thức nha, nhìn coi từng chi tiết của nó rất đẹp. Con 909 này ở thị trường mình hiếm lắm, bây giờ ít lắm. Ai mà có con này người ta quý người ta không bán đâu. Bản thân em chưa muốn bán nó nữa mà. Về để chiêm ngưỡng nó và thưởng thức nó nữa chứ. Đó. Cho nên em coi lại những đồ chơi của Thảo Phúc Audio. Và dưới này là đầu cassette Đờn Nông. Con này ở trên thị trường mình hình như chưa thấy. Con này gọi là con Đờn Nông L2. À, nhìn rất đẹp. Giá cũng mềm. Đó, những dàn nút rất đẹp. Những dàn nút nhìn thấy nó hay hay làm sao. Và con ở dưới này là con loại mini, cassette loại mini, cũng là Đờn Nông. Cassette mini Đờn Nông này rất là gọn. Bấm băng là nó ra theo cái học y như bỏ đĩa vô vậy đó. Giống như chàng bỏ đĩa chạy vô chạy ra con mini. Nhìn rất là hay hay, cũng chạy đèn tia auto reverse 2 chiều. Con này trên thị trường mình cũng không có đâu nghe, cũng hạn chế lắm. Con này nhìn cũng tương đối là đẹp. Đó. Giới thiệu anh em một con nữa. Đây là đầu băng cối 747DBX màu đen. Nói màu đen nó cũng không phải màu đen nữa, màu xám xám y như màu lông chuột vậy đó. Nhìn rất đẹp, con này thì đẳng cấp rồi. Nghe hay bày đẹp. Con này khỏi chê, con này nhìn nó y chang, nhìn nó tương đương với mới. Mình không dám nói mới, nhưng mà nó là cũng là thuộc dạng tương đương. Đó, anh em thưởng thức nè. Từng chi tiết. Còn một con nha, dàn gold 747 LED mà đang nằm ở dưới đó, chưa có đem lên. Con đó cũng đẹp lắm, cũng không kém gì con này đâu. Đó, anh em thấy chưa? Đẹp. Nếu mà nói cái độ đẹp của nó thì mình có thể nói được là khoảng 99%. Nhìn
chi tiết của nó rất đẹp. Đó, đây này, mở nắp ra cho anh em thưởng thức nha. Đó. Từng cái nút cho tới đèn vu. Con Akai 747 DBX này, hàng này đẹp thiệt, không thể nào tin nổi. Vâng, và ở dưới đây là một đầu cassette test V7000. Con này là chuyên về thâu. Nếu anh em chắc con ở trên thị trường mình thì anh em biết con này rất là nhiều. Con này nhìn khá là tương đối đẹp, nghe hay, bày đẹp và thâu cũng rất là chuẩn. Những anh em thâu băng bây giờ là hầu như là thâu, một là con này, hai là con là V9000 hoặc là V7000, V8000 và cũng có V6000. Nhưng mà chủ yếu là người ta thâu, các anh em chơi audio mà là chuyên về băng cassette thì người ta đa số là thâu con V7000 này với con 9000 là chủ yếu. Là thấy nhìn rất đẹp đó, anh em thấy không? Mặt mũi rất đẹp, không thể nào chê được. Vâng, và anh em mời anh em đến với một đầu cassette Nakamichi 1000. À, con này cũng tương đối đẹp, nghe hay, bày đẹp, chất âm ngọt ngào. À, con đèn vu nè, ngọc ngà, cái màu trắng ngọc ngà đó. Màu trắng thuộc dạng màu ngà 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 ngà. À, anh em thấy không, nhìn con này rất là mê. À, rất là mê đầu tự. Đầu tự nằm ở trên đó. À, rất đẹp. Con này tương đối, con này nghe rất là hay, nhưng giá tiền nó cũng không phải là thấp. Nakamichi này 11.000 này, ôi không thể nào tưởng tượng nổi, đẹp quá. Con này đẹp. Và ở dưới cũng còn con đầu cối Sony 730, băng 7 thôi, 730 tự hành. Để bữa nào làm đoạn clip cho anh em xem con đó, rất đẹp. Con đang nằm ở dưới, cũng chưa có tiền đem lên, tại một cặp với một đầu cassette Akai 570D 2 la mã Gold. Con nó cũng đẹp lắm. Con nó để cặp, đang để dưới là để cặp chung với con đồ băng cối 747 LED. Một cặp của nó gold rất đẹp. Nó trưng bày ở dưới phòng khách, vừa nghe hay mà bày đẹp nữa. Và cũng còn có bộ, một bộ âm ly với loa 5000X của thằng Sanh Xui, 5000X thằng Sanh Xui với 88A, con này là 99A. Cái này là con Sanh Xui kia là 5000X, con này thì là 9090DB. À, anh em thấy chưa? À, và đến với một đầu hệ high-end dạng cao cấp là Max Intop. Con này là con Max Intop. Đây, xin anh em thưởng thức nha. Để đem ra con Max Intop. Max Intop này, à, MA9000. Con này gọi là con khủng long xanh. À, con này full thùng xốp. Này chỉ hàng xài lướt thôi. Đó, nhìn rất đẹp. Con này thì thôi tuyệt vời, không còn chỗ chê đâu. Nghe chất âm rất hay.
Đó, anh em nhìn không? Thấy không? À, và ở trên là đầu CD Max Intop MCD600. Con này giải mã rất hay. Nghe CD thì khỏi chê, chạy nhạc số, có cổng cáp quang. À, con này cũng full thùng xốp xài lướt, rất đẹp. Đó. Và đây là cặp loa, đây là cái loa Tannoy Tuberi GR. Loa này thì rất đẹp, con này cũng người ta xài lướt thôi, cũng full thùng xốp. À, con này rất đẹp, mới keng. Anh xin anh em thưởng thức nha, nhìn chiêm ngưỡng. À, cặp loa hai end. Một tay mở hơi khó một xíu. Đó. Xuống, từ từ cho anh em xem. Đó. Bắt nó đồng trục. Rồi, hôm nay Thảo Phúc Audio giới thiệu những sản phẩm của dàn âm thanh của Thảo Phúc Audible có những mặt hàng như sau. Nếu anh em nào có nhu cầu hay là có thích đam mê cùng chung một đam mê của audio, yêu âm nhạc thì hãy liên hệ tới Thảo Phúc Audio qua số điện thoại 0909 27 88 88. Để đoạn clip sau là test từng sản phẩm cho anh em xem, để em nghe, để có thể thẩm âm được những chất âm của mình. Rồi, bây giờ xin chào tạm biệt các anh em. Hẹn clip sau sẽ test từng sản phẩm. Rồi, chào tạm biệt các anh em.